tao cũng chỉ khoảng tầm 20.000 một cân thì tao còn mua. Làm sao hiểu được những con cá còi mấy chục triệu được. Đấy các bạn hình dung chưa? Con nói với chuyện với bọn nó mà mẹ bây giờ cá dành cả buổi sáng nói chuyện với cả một cái ông mà chỉ trồng bạch đàn thôi. Xong rồi ông ấy bảo là trồng cái loại này đi lùa gà, tao thương những cái người mua sau mới thế nọ thế kia. Mẹ mày cứ thương bản thân mày đi đã. Mày làm sao mà thu nhập mày đảm bảo mà thu nhập mày cao đi đã. Mày thương mày còn trả xong rồi mẹ còn toàn thương giời ơi đất ơi đau hết đầu. Tôi nói thì nói chung là các bạn theo dõi những cái bài của mình ấy thì nó không tập trung bán hàng đâu. Nhưng nó cho các bạn cái nhìn mà với những người mà ví dụ người trẻ, người ta đau đáu dậy tương lai ấy, giấc mơ con đè lát cuộc đời con ấy, người ta sẽ tiết kiệm được 5 năm đến 7 năm đến 10 năm những gì mà tôi đã trải nghiệm. Như Mộc Hương này cũng vậy, nếu anh em trong giới mà anh em đã làm ở quanh khu vực này, từ dưới tỉnh Hưng Yên lên đến chuyện tận Văn Giang ấy, mà anh em trong giới, cứ 5 năm các bạn sẽ có một loại nó ra đời. Và lúc nào nắm bắt cơ hội, lúc nào vào, lúc nào ra, thì cơ hội tỷ phú dành cho các bạn nó không xa vời, là phải mua vé số mới cả phải trúng lô, mà nó phải về 3 nháy mới 4 nháy đâu. Đây chúng ta làm ra sản phẩm, chúng ta đóng góp cho xã hội, cung cấp ra sản phẩm. Còn cái việc làm thương mại nó cũng là cái giai đoạn quan trọng nhất của việc sản xuất. Sản xuất ra nhưng mà các bạn làm thương mại không tốt, xong rồi cứ thấy thằng nào nó ví dụ các bạn mà có cây hoa hồng hay là cây trà này này, cứ thằng nào quay cây trà xong rồi bố mẹ cũng tương vào. Ui trà rẻ phải gặp tôi. Thế thì cuối cùng các bạn có chỗ đứng đéo đâu. Đến anh em trong giới nó còn nhìn thấy là nó chán con bà đó rồi. Còn những người làm ăn thì người ta không thích cái kiểu ấy đâu. Còn tôi vẫn tôn trọng các bạn, nhưng mà tôi phải nói thật cho các bạn là các bạn phải tự xây dựng cái thương hiệu cá nhân ngay từ đầu. Xây dựng cá nhân thì đôi khi các bạn cứ gọi là quay cây của các bạn, quay sản phẩm của các bạn, giới thiệu về sản phẩm của các bạn, tranh biện với những thằng trồng bạch đàn đi đã. Xong rồi đến các cái giai đoạn khác nữa. Chứ còn đôi khi trong bán hàng mà nói, nếu các bạn cứ bảo là tập trung đo cây bán cây đi, các bạn không bán được đâu. Còn đến cái giai đoạn này nó còn lùi sâu tít tận dưới kia kìa, còn một đống. Còn đây ý là ngồi đây cho nó nhàn với cả sưởi tí nắng. Rồi gửi tí nắng vào cho các bạn ở trong Nam, các bạn đang ba mấy độ. Đôi khi cuộc sống nó rất là lồi lõm. Mẹ làm thì chả chịu làm, chồng thì không chồng. Mẹ cứ thương thế nọ thế kia, thu nhập thì cứ 100.000, 150 một ngày. Hoặc là vẫn còn ngửa tay xin mẹ, cứ lên như kiểu là biết hết đi. Mẹ toàn các ông các bà mày, toàn các chú mày đang ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ cứ toàn bố lão này, toàn bọn trẻ danh nó vào. Đau hết đầu, toàn Phan Khá Bảnh với Phan Tiến Bịp. Nó vào nó khuyên răn, nó bảo là sắp chặt rồi mới thế nọ thế kia, đau hết đầu. Đấy, ban đầu cây kia nó cũng chỉ gọi là nó nọt thỏm trong cái chậu, bây giờ nó khá là ác rồi. Năm sau nó đầy tán thì chơi được. Đâu, đọc bình luận nhá. Tôi nói không sai đâu, nếu các bạn mà theo dõi mình mà đủ lâu, ví dụ từ năm ngoái đến năm nay, xong rồi tương lai mình nữa, biết nhiều, hoặc là có thời gian, nhất là các cái mùa hè ấy, nó nắng nóng, thì là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm đã trải qua 7 năm đến 10 năm rồi. Các bạn sẽ, những cái người trẻ, ví dụ hai mấy người ta muốn bước vào nông nghiệp, người ta sẽ tiết kiệm được 5 năm, 10 năm mà có cái tư duy, cái phương cách làm thương mại nữa. Làm sao mà ví dụ như sản xuất cây này mà các bạn mà không có thị trường, các bạn bán thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng nếu các bạn có thị trường, nhưng mà thực ra thì tôi nói thế thôi để cho các bạn thử làm thôi. Nhưng mà các bạn mà làm để có khách, xong rồi bán được sản phẩm, nó còn máu lửa, nó còn chay chật, chứ không phải thể kiểu lơ mơ như mình theo cái kiểu là khách đến còn mẹ chặn số ấy. Tại vì tôi nói thật ra là toàn ông lẻ nhà lẻ nhẻ và thời gian đâu. Còn tôi nói thật ra là trong giai đoạn một tháng ngay từ cái đợt mà quất ra xong ấy, là mình đang ngồi gọi là sải à, với cả gọi tiếp thu những cái kiến thức khác. Thì nói đôi khi là nó cũng thấy là cái việc mà ngày xưa tôi, nhiều ông không hiểu ở trên kênh góp nhà cát đá ấy, thì lại bảo là thằng này nó chơi cái chiêu bài nó đánh cờ một thời gian, xong rồi nó kéo đông người theo dõi, rồi xong rồi nó lại chuyển sang bán cây cảnh với cả nó làm nông nghiệp. Mà trước đấy tôi đã làm nông nghiệp rồi, tôi làm 7 năm rồi. Chẳng qua Facebook nó mời tôi là vào chơi game. Mình bảo là mình đéo thể là gãy nịt bắn bi xong rồi livestream được. Thì thôi mình đánh cờ. Tại vì cờ tôi nó cũng gọi là trong cái làng này mà nói thì mình cũng thuộc top. Thì mình gọi là có thiện căn về cờ tướng, chứ mình không có nhảy dây mới bắn bi được. Thì là đánh cờ tướng sau một khoảng thời gian thì nói thật với mọi người là tôi thấy khi mà tôi đánh cờ như thế, tôi thấy tôi cũng đéo có giá trị. Cho nên khi mà trong các buổi livestream cờ, mặc dù 2.000 người theo dõi tôi đánh cờ thật, nhưng tôi cũng nói luôn là các ông cờ quá ít thôi. Tầm 11, 12 ông vào ông quán người ta, xong rồi gọi hai chai sờ tinh, xong rồi mẹ đến khi chơi đến tận tối mịt. Xong rồi vợ con ở nhà thì khéo ông còn 40 tuổi còn chả thèm lấy vợ.
Xong rồi về nhà, xong rồi hai chai sở tinh 11 ông đứng dậy cắp đít đi về, chả biết thằng nào lợ. Xong rồi đấy, hai chai sở tinh cũng không 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 trả lợ được. Thế là tôi thấy là tôi đánh cờ thì cũng chả mang lại cái mẹ gì. Xong rồi rủ dê các ông vào cờ. Tôi cũng chưa yêu cầu các ông, kể cả trong các bài cây cảnh này, chưa yêu cầu các ông chia sẻ hay like hay các thứ. Tôi còn đuổi các ông đi cơ. Tôi bảo là xem livestream ít thôi, vào việc đi, để cho nó tiết kiệm cái ngân sách nguồn lực của nhà nước. Nhưng đôi khi các ông không nghe, đôi khi còn cứ thích ngồi nhìn sang trái với cả đế vương đế viết cơ. Mình nói thì khản con bà nó giọng luôn, nhưng mà cứ ngồi xem. Xem xong rồi toàn đưa ra những cái suy nghĩ gọi là cá nhân, xong rồi thiển cận. Còn đôi khi mà nói thì mình bảo rồi, tâm huyết của mình là mình trải qua kể cả nông nghiệp về cái tư duy bán hàng, tư duy làm thương mại, xong rồi thị trường. Còn đấy, quán triệt lại một điều là mộc hương nó được 2 năm và để một cái cây. Như thằng bạn tôi trồng lan thì tôi bảo rồi, nhà nó có mấy cây, tôi bảo tại sao mày thích lan?